Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Đa Minh Minh Văn Việt, con ở giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, địa phận Bù Chu. Con ở nhà thì con cũng nghe đài của cha, con phát thanh nên cả làng nghe. Thì con không bảo ai phát thanh con ạ. Thế là qua đài con cắm lên loa to để mọi người nghe thì con không vào được. Trong chỗ cha thì nhiều người người ta phản ánh, người ta bảo là nhiều người chứng nhân như vậy là giàn dựng. Nhưng hôm nay con đi từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay toàn là sự thật, không có giàn dựng. Điều này con muốn chứng minh là sự thật chứ không có giàn dựng. Hôm nay con muốn vào đây để con chứng minh cho sự thật là có được Chúa ban cho vào lòng thương xót Chúa ban cho được. Và mới đây nữa là ngày 18 tháng 11 vừa qua thì con đang nghe mở đài Cha Long thì ở ngoài đường có một em đi học lớp 10 ngã trước cửa nhà con, đập đầu xuống dãy đanh đạch như một con cá, như một con gà bị đập dãy đanh đạch. Con chỉ bảo lạy Chúa thì con em bé này chết mất rồi, con không kịp gì nữa, con đi gọi xe mà không xe nào họ dừng lại, họ chở em đi. Thì nhà con ra với con làm dấu thánh giá, làm dấu xong thì người họ đứng đông hàng trăm người cả, như con như à con ở đấy. Thì con nhà con là con siêu thị bán đồ điện thì họ phải trăm đông lắm. Thì bảo em là em chết rồi, nhưng mà làm dấu thánh giá, vì dấu thánh giá xong, làm dấu xong phải xin Chúa thương xót cứu em. Thì em tự òa lên khóc. Đấy là con tạ ơn Chúa, Chúa kỳ diệu. Nếu như mà thực sự con cảm thận như con thì con không có thể giấy bút nào tả hết được Chúa ban cho những ơn mà con đã được. Nhưng mà đây con chứng minh những sự thật mà có thật để con biết. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là anh là người dám can đảm là mở cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, không phải là cho nhà mình nhưng mà cho cái loa để cả làng nó nghe. Đó là một cái ơn, vì tiếng chúng vang cùng trái đất, tiếng của những người đi loan báo tin mừng phải vang cùng trái đất. Anh dám can đảm làm công việc đó giữa một xã hội ngày hôm nay là người ta chỉ có phát thanh như là kẹo kéo, như là karaoke, họ hát ầm ầm ngoài đường ấy. Chứ còn có mấy người mà dám đi loan truyền lòng Chúa thương xót bằng những cái phương tiện mà khuếch đại âm thanh như vậy đâu. Cái thứ hai nữa là anh ấy dám can đảm đối diện với sự thật là người ta bảo rằng những chính nhân này là giàn dựng, là không có thật. Anh ấy không cãi, nhưng mà anh ấy đi vào tận đây, anh ấy âm thầm, anh ấy tham dự những buổi lễ và anh ấy đã chứng được rằng đây là một cái sự thật, không phải là giàn dựng, không phải là mua chuộc, nhưng mà đó là Chúa Thánh Thần sai ai lên và Chúa Thánh Thần mở miệng ai thì người ấy nói. Và hôm nay anh cũng can đảm đứng lên làm chứng cho những người còn nghi ngờ, những người còn ngờ vực, những người còn xuyên tạc rằng đây là sự thật 100%. Vì Chúa nói có ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời, còn ai không tin vào ta thì sẽ bị trừng phạt rồi. Họ không tin vào lòng thương xót của Chúa thì chính họ cũng đang bị trừng phạt. Vì không tin vào lòng thương xót của Chúa thì làm sao mà đón nhận được ơn lòng thương xót? Mà không đón nhận được ơn lòng thương xót thì chỉ có sự công thẳng và trừng phạt mà thôi, thưa anh chị em. Hỡi những ai còn đang nghi ngờ, hỡi những ai còn đang ngờ vực, hỡi những ai còn đang nghi nan, hỡi những còn ai còn đang hiềm tin, hãy rèn giáo mác nên liềm nên hái, hãy đúc gương đao thành cuốc thành cày, hãy để tấm lòng nghi ngờ, ngờ vực, nghi nan của mình sang một bên và chỉ còn lại lòng tín xót và lòng tín thác mà thôi. Tôi gửi tặng cho anh cái máy này, anh đi về và anh làm chứng cho mọi người rằng tôi đã đến, tôi đã xem, tôi đã nghe, tôi đã thấy và tôi làm chứng cho sự thật. Đây, món quà anh cầm lấy và đi về loan truyền cho mọi người. Con xin gửi cha thì đối với người khác con mua sách, cái rồi tượng, rồi đài ạ. Vâng, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời ông lên đây, mau.